Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại channel của mình. Mình là Còi và mình đã quay trở lại rồi đây. Như thường lệ thì chúng ta sẽ quay trở lại một siêu phẩm, đó chính là Alo Alo. Và lần giờ Alo Alo vẫn là 400k sức đánh, vẫn là full đồ 18% sức đánh và sẽ quẩy làng Kakarot, ok. Và anh em đã từng nghe cái vụ thảm sát Bình Phước chỉ vì không cho một đứa con gái lấy cái thằng kia thôi, mà cái thằng kia giết cả ngày, giết cả nhà. Úi dồi ôi, kể lại vẫn nghe man rợ các bác ạ. Ok, thì hôm nay mình cũng sẽ như vậy, mình sẽ qua thảm sát làng Kakarot, giết cả dân, cả làng, cả họ luôn, ok. Rồi chúng ta đi thôi nào. Nói chung là hôm nay thì ạc cầm trên tay một cái ạc Alo Alo 400k sức đánh, 400k hơn đấy, hơi ghê đấy. Ok, lên nào, lên nào, lên nào. Oh my god, mình ăn cuồng nộ vào cái kiểu như lác anh em ạ. Xoái ca hay sao đấy? Hay là hết rồi? À, nó dẫn về nhà. Vãi cả cứt thật, đến giờ còn trong bư này. Anh em xem này, hồi nãy mình ăn được cái quần thần Namek phê lòi ra. Hồi nãy phù chỗ đây nè, phù chỗ đây được 413k sức đánh, ăn được cái quần thần Namek rất là đã. Ok, chúng ta tới với lại làng Kakarot nào. Hôm nay liệu có ai ngăn cản mình không này? Ơ, có kìa. Mối đầu, mối đầu. Ờ, lại đây, lại đây, lại đây anh biểu, lại đây anh biểu. Lại đây anh biểu, lại đây anh bảo, nhanh lên. Ê ê, cu đỏ kìa, cu đỏ, cu đỏ, cu đỏ, cu mặc đồ cái hộ. Một trưởng 2.4 anh em, hay là 240 đấy, không nhìn rõ số luôn. Lắc số maximum lại cần hết ạ, cần hết 2.3 phê một hit. Quá phê. À, đấm một cú nào thấm cú đấy, đấm cú 2.3, 2.4 không à. Sao mà chịu nổi được mấy thanh niên này đây? Trời ơi, vãi cả trường thật. Một cú chết luôn rồi, lên bảng rồi, không có ai chịu nổi hai cú à ta. Liệu có ai chịu nổi hai cú không đây? Đi kiếm nãy giờ không ai chịu nổi hai cú, phải nói rằng quá tê lòi. Đúng rồi, đúng rồi, một hit 1.2 lên bảng luôn rồi, phải nói rằng quá đã luôn. PK rất chi là phê lòi. Chúng ta sẽ kiếm khu không này, qua khu không quầy này. Đây khu không, ở ba thằng, một thằng 2.4 HP một hit, quá đã. Nát khiêng 2.5 một hit, 2.3 một hit, cứ một hit 2.3, 2.4, 2.5, quá đã luôn. Ôi thanh niên thả đệ ra đánh mình kìa, bảo rao kê. Anh ta đang tấn công liên tục vào người mình, co choáng luôn rồi. À choáng à, đây có kháng đây, có kháng choáng lại bật khiêng kịp. Một cú, có lên bàn không? S2 la hải, S2 la hải anh ta mẹ. Trói mình lại rồi, không phải là trói mà là một thanh niên DMM, LD. Khu không này nhất định phải nát với mình anh em ạ. Quyết định hôm nay là sẽ mang ạc Alo Alo qua quẩy làng Kakarot thông qua cái vụ thảm sát Bình Phước năm xưa, ok. Và hôm nay thì mình sẽ quẩy mát nhiệt tình luôn, hy vọng anh em sẽ ủng hộ và sub kênh nhiệt tình. Ok, một nè, nãy thì trói nè, 2.4 một hit. Ghê chuyện, nát khiêng nè, 1.1 một hit mới chỉ đánh thường thôi nha. Nát khu không rồi, khu không nát với mình đấy anh em, quá tê luôn. Phải nói rằng quá đã, đam quá sướng luôn. Cứ đấm 1-2 cái là chết một thằng, đấm 1-2 cái là chết một thằng. Thế này thì ăn uống gì nữa chứ anh em, này thực không muốn ăn uống. Úi dồi ôi, 1.2 đánh thường thôi kìa. S2 là anh ta dịch chuyển theo và lên bảng luôn, chưa kịp nhìn màn hình thế mà cũng đòi lên qua đây. Bất tử à, một hit lên bảng 2.2 HP, anh ta có phản đặt thương. Quá kinh, úi dồi ôi, gặp một thanh niên phản đặt thương các bác ạ. Hên xém nữa là đi lên tăng ca rồi. S2 la hải chết luôn rồi. Quá ghê luôn, quá xuất sắc, quá xuất sắc luôn rồi. Nát khiêng lên bảng luôn, với đang quẩy rất chi là nhiệt tình. Cứ hết HP mang quần 300 hút HP và là ba đạo lại như thường. S2 la hải anh ta lại có mặt, và lần giờ anh ta thoát chết rồi. Ví theo nào, xây ra LOL anh ta lên bảng 2.4 một hit, 1.2 và DF anh ta lại lên bảng rồi. Nãy giờ không chết một mạng nào, và bù vào đó S2 la hải anh ta có mặt, và S2 la hải chết luôn. HP của mình chỉ còn 600 HP, 60 HP thôi. Quá kinh dị, man rợ là đây. Quá man rợ luôn. Và đây rằng quá man rợ. Hiện tại thì bây giờ ô la hải anh ta quá rồi, có hút HP. My god, đánh một phát hút đầy HP. Quá đá, 400k sức đánh thì phải nói rằng quá phê lòi. Phải nói rằng không ngờ PK đã như vậy ạ. Lại đây, slow này, slowly này. S2 la hải này, một hit 2.4 HP. S2 la hải anh ta liên tục dịch qua để làm mồi cho mình, giống như kiểu là đệm clip với anh em ạ. Quá phê lòi. Một hit 1.7, một hit, trời ơi, lên bảng hết, lên bảng sạch, ok. Lên bảng rất chi là nhiều luôn. Lại chết, lại chết, người chết, đúng là vụ thảm sát anh em ạ. Nãy giờ không chết một mạng nào, thế mới ghê chứ. Thà mà chết 1-2 mạng thì không chết mạng nào. Nát khiêng lên bảng luôn. Cứ đánh 1.9, 2.4 một hit.
Trời ạ, trời ạ, ép hai là anh ta trói mình lại rồi. Chơi cái trò rất chi là rẻ rách, nhưng mà không sao. Anh có chơi có chịu, lên bảng nè, lên bảng nè. Úi dồi ôi, ghê nhỉ, ghê nhỉ. Ăn củ choáng của đệ tao vỡ mồm chưa. Thằng La Hải này mày tưởng mày ghê quá hả, không nát khiêng hả? Ừ, không nát khiêng, hay lắm. Không nát khiêng hả, không nát khiêng này, không nát khiêng này, không nát khiêng, lên bảng luôn rồi. Lũ sẻ gã gà này, chê ai gà hả mày, chê gà này. Vì gần anh ta chạy luôn rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Rằng nhân BMT anh ta có mặt và một hit lên bảng rồi. Hiện tại thì Alo Alo đang quẩy rất nhiệt tình và không ai có thể ngăn cản được. Đánh quá đã, quá phê lòi. Ngoài hai chữ phê lòi không biết nói gì hơn. Ngoài hai chữ phê lòi không biết nói gì hơn đây. Rất chi là chất lừ luôn. Anh ta La Hải chết đến nỗi mà không còn dây để hồi sinh mà. 2 triệu 3, 2 triệu 4 một hit thì phải nói rằng chất lừ luôn. Mát chất chứ không phải chất lừ nữa. Quá chất luôn. Bây giờ đang đi kiếm một đối thủ mạnh nặng ký một phát coi. Xin ai đó hãy cho em một cái kèo nào thơm một tí đi. 1 triệu 2, La Hải anh ta qua rồi. Và lại là một hit. La Hải anh ta chỉ đáng được một hit thôi sao? Không có cửa. La Hải anh ta dường như không có cửa. Một hit, 2 triệu 5 mắt quay. Cú vừa rồi của tác vào mặt thằng Hùng MKN tới 2 triệu 5 mắt quay. Wow, Hùng MKN anh ta bật khiêng lên. Và không nát khiêng rồi, như anh ta là khiêng bậy rồi. 2 năm 1 triệu 2 một hit, 1 triệu 1 một hit. Nát khiêng luôn, 2 triệu 3 một hit, 2 triệu 5 thì còn ai có thể bá đạo như thế này nữa. Quá phê lòi luôn. La Hải anh ta chạy, anh ta giờ anh ta dịch qua, anh ta chạy rất chi là não lòng thật. Giờ nãy giờ không chết một mạng nào anh em ạ. Trời ạ, không chết mạng nào. Trời ơi, không chết một mạng nào luôn. Thì bá đạo cỡ nào luôn rồi. Không chết một mạng nào luôn. Quá chất lừ, bao chất luôn, mát chất. Nào hôm nay cầm Alo Alo quẩy là quá đã luôn. Một trưởng, hai trưởng. Úi dồi ôi, mày trói tao hả mày, trói tao hả mày, trói tao hả? Úi dồi ôi, cứ giết tao, con đệ ra đây, cứ giết đi, cứ giết đi, tao hồi sinh lại ngay thôi mà. Khôn lắm con ạ, khôn lắm con đệ tao là có võ đấy. Đệ em là có võ đấy các bác. 1 triệu 3, rồi đánh mày nó nặng lẹt, lẹt bô, lẹt ghế luôn á. La Hải anh ta mặc dù có khiêng nhưng mà phân công không chịu được. Lượng sát thương đến từ Alo Alo. Bây giờ hiện tại mình đang làm chủ trận thế. Đam quá phê, cứ 1, 2 hit là lên bảng. Cứ hit là 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đó. Chí mạng liên tục. Quất là chí mạng tới 46%. Thì chí mạng liên tục luôn rồi. Đánh cú, 1, 2 cú là chí mạng, 1, 2 cú là chí mạng. Phải đánh quá chất luôn, nãy giờ không ai hạ được mình. Quá đã. Ngoài hai từ quá đã ra thì hiện tại mình không biết nói gì hơn cả. Nhóc rốc anh ta lên bảng rồi. Là anh ta dịch chuyển qua và đòi định giết mình lại lên bảng. Hiện tại thì anh ta lên bảng liên tục luôn, lên bảng như ngoé. Gọi là cái thể loại gì rồi, 2 triệu 4. Wow. Nào, còn cái nào cho nó hấp dẫn hơn không? Không có gì hấp dẫn hơn à? Ôi dồi ôi, thấy có trói nhau này, thấy có trói nhau này. Rồi sao dạo này nhiều thế, đồng khách thế, đánh nhau đồng khách thế nhỉ? Một hit, 2 hit lên bảng luôn rồi. Chà chà, chắc phải làm một cái clip đi bản đồ kho báu 110 thôi anh em ạ. Được đấy anh em nhỉ? Lại đây anh cần à, anh cần mày luôn chứ. Anh sợ mày quá, anh sợ nát khiêng 1 triệu 9 HP. Trời ạ, à, trời đủ quá ghê luôn rồi. La Hải anh ta dịch chuyển như cả trăm lần nhưng mà vẫn không chết được mình. Thể loại đó không thể nào mà tránh được cái chết. Quá tê lòi. Ô, hợp thể có, hợp thể kìa. Chết luôn rồi, nát khiêng lên luôn rồi. Trời ạ, à, trời đủ, trời ạ, à, vãi cả cứt luôn, trời ơi. Vãi nồi luôn, trời ạ. Gặp ai thì tàn sát tới đấy. Đây là vụ thảm sát làng Kakarot siêu kinh điển nhất năm 2017 của Alo Alo 400k sức đánh. Này, La Hải này, La Hải này. Ừ mày nè con đệ, đánh con đệ, đánh đánh. Đúng rồi trưởng, chính xác, chính xác, về nha. Đúng rồi, đúng rồi, hay lắm đệ ạ, à, tốt lắm, mày tốt lắm, làm công việc tốt lắm. Đúng mày là đệ tao là chính xác rồi. Mẹ thấy quá là trưởng, không cần suy nghĩ gì. Mày có nát khiêng này, có nát khiêng không? Không nát khiêng à, không nát khiêng à. Ờ tưởng giết được mình chạy thôi anh em ạ. Hên quá, xem nữa tránh được cái chết. Tránh được cái chết vô lý. À vegan anh ta có mặt và 2 triệu HP. Anh ta mang một con phi dê ba khá là đẹp tuyệt vời luôn. Là anh ta có mặt. Và lần giờ lại lên bảng mà thôi. Là anh ta có khiêng rồi. Tranh thủ mình sẽ hạ thằng này. Ừ mày gớt, chạy thôi, chạy thì nhanh lắm. Được rồi, bây giờ mình sẽ chơi luôn với thằng La Hải. Đứng bên này này, chơi luôn, chấp nó khiêng nhá. Chấp mày khiêng luôn, mày chơi khô máu mày. Dịch qua đây, dịch qua đây, dịch qua đây, dịch qua đây, dịch qua đây. Ờ chơi luôn, chấp mày khiêng mà. Việt Nam nói là làm, chấp mày khiêng. Ờ tách hợp thể ra. Đúng rồi, đúng rồi. Tốt lắm đệ, về nhà, về nhà. Đúng rồi, đúng rồi, về nhà đi đệ ơi. Chết ngắt thằng La Hải. Mày đùa với đệ của anh hoài.
Đệ anh là đệ có học đấy cưng à, anh đã dạy nó từ năm lớp 1 đấy. Dạy nó từ, dạy đệ từ tuổi sơ sinh mới về. Anh em đã từng nghe chưa? Ừ, dạy đệ từ tuổi sơ sinh mới về đó. La Hải để qua đây này. Mày chết này, lên bảng này. Em mày vỡ mồm với tao, em mày thích à? Thích chơi à? Thích chơi à? Ờ hên hôm nay có thằng La Hải nó chịu đòn cho mình. Thanh niên sinh roi ke lại lên bảng nữa rồi. Quá tê luôn, mà không ai có thể ngăn cản được. Hình như hôm nay mình bá đạo võ lâm rồi anh em ạ. Hình như không ai có thể ngăn cản mình. Một mình đi ở làng Kakarot và không có cái chết nào xảy ra cả. Cứ qua là chết, gặp đam là chết này. Anh em xem này, anh em xem này. Úi dồi ôi, phải thấm vãi nồi luôn anh em ạ. Rồi, cứ chạm là chết thế này thì không ổn rồi anh em ạ. Thế này thì không ổn rồi, cứ chạm là chết này. Một hai chạm là chết, một hai chạm là chết. Nãy giờ chả gặp được thanh niên nào tốt tươi cả. Gặp là chết, chạm là chết thôi. Thanh niên Shigeru anh ta lại lên bảng nữa rồi. Và có trói đến từ Fan Dev Play. Và nãy giờ mình mới chắc lần giờ mình sẽ bị hạ thôi. Tại vì có trói rồi. Rất nhiều cú nổ, có một cú nổ được tạo ra và chết cả ba luôn rồi. Quá tuyệt vời. Phải nói rằng cho cái cảm giác hôm nay đi PK, phải nói rằng cầm một Axe ra 400k sức đánh PK quá đã đời luôn. Không còn gì phê lòi hơn. Một cảm giác quá phê lời. Thôi được rồi, cảm ơn anh em một lần nữa đã xem clip của mình. Đừng quên like và subscribe ủng hộ cho mình nha. Nếu anh em thích thì mình sẽ cầm mặc alo này quẩy thử cái bản đồ kho máu má 110 thử coi. Chắc là cái cảm giác đó phê lắm đây. Ok, anh em cùng nhau đón đợi cái clip đó nha. Ok, cảm ơn anh em một lần nữa. Chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người một clip gần nhất. Ok, bye mọi người. Yêu mọi người. Ê, mà nói nhỏ này, tối nay ai có dầu ăn thì thông nha. Mang tới nhà còi ta thông. Ok. Trời ơi, khách sạn ngàn sao sau vườn cà phê á, cứ nằm xuống dưới đó ngẩng mặt lên trời có cả ngàn sao luôn. Ok anh em, thế nha, nói nhỏ thôi đừng có nói cho ai nghe. Ok, bye. I how to touch of love my mind like a matter of mine. I am saying I kinda love you and drive me wild when I get to it now.